Mình đâm nút xong rồi, sẵn tiện thì mình sẽ hướng dẫn vẽ cái rập thêu luôn. Đâm nút thì không có gì khó cả, mình cứ cho hai cái thân áo mình ngay với nhau, mình sắp lại ngay với nhau, mình so lại ngay với nhau, rồi mình đánh dấu ngay khuy thôi. Mình kỹ thì mình sắp hai bề mặt úp với nhau, rồi mình đánh dấu ngay cái khuy, ngay cái khuy của mình nè. Đặng mình dấu về trái cho nó đừng có phấn bề mặt chứ không gì hết. Còn nếu như mấy đứa cưng quay bề trái úp lại đánh dấu bề mặt, nó sẽ có dấu phấn, nhiều khi mình muốn mặc liền không được, nó có dấu phấn đậm quá. Mình cứ đánh dấu ngay cái khuy thôi. Rồi xong đâm nút này là có ý ha. Đâm nút là thường là chị cho ở dưới đây nè. Là trung bình á, thường là mấy đứa cưng sẽ cho một phân, nhưng chị thì sẽ cho nhiều hơn nha. Tại đồ mình không có thích mặt nó hở cái phía dưới nhiều ha. Mình cho dưới này cứng 1/2. Cứng 1/2 thì đây sẽ lớn dần lên nha. Từ từ nó sẽ dần xéo vô. Nó sẽ dần nghiêng vô. Thấy không? Thấy nó nghiêng không? Yeah. Càng ngày nó càng nghiêng vô nha, chứ đừng có đơm thẳng nha. Đơm thẳng thì cái cổ mình nó sẽ bị bật ra một chút, nó sẽ không đẹp đó. Rồi xong bây giờ mình đơm nút. Chị nương nương nó để thôi, nó bị nhăn. Rồi bây giờ mình đơm nút thì là bắt mình bắt đầu phía dưới này nè. Là bắt đầu ngay cái dấu của mình nè. Ngay dấu mình xỏ lên. Rồi đầu tiên hết trơn cưng sẽ khóa một mối chỉ cho chị. Trước khi là cưng đơm là cưng phải khóa một mối chỉ để cho cái nút của cái gầm chỉ của mình nó chắc. Rồi xong cưng đơm nút vô. Cái nút đóng là thường nó có một cái lỗi. Cái này không có lỗi nên chị nào tới có cái lỗi chị sẽ hướng dẫn. Rồi mình đơm như thế này. Tại vì cái dải ở cái dải này ha thì nó hơi bị bở nha, cho nên là dải này nó mục giống như ton vậy đó, chứ không phải nó chắc như dải ni lông. Cho nên là mình đơm nó cách qua khoảng chừng 2 ly hoặc 3 ly. Mình lấy cái chân nút ngang. Rồi khi đơm thì mình cho nó cơi lên. Cho nó cơi lên khoảng tầm 3 ly. Cái nút mình nó lắc lịa vậy nè, chứ nó không phải đơm sát xuống ngang, không phải đơm cứng vậy nha. Cứng là gài nó không đẹp, mình cho cái nút mình nó hơi cơi lên một chút xíu. Mình xỏ ít nhất là 3 vòng. Nhưng mà chị thường là chị cho 4 vòng chỉ nha. Cho nó chắc đếm thôi, mà mình đơm lỡ nhưng mà nó có cái sự cố gì một cái thì mình uổng lắm. Mình đơm cho cái chân nút nó cơi lên một chút. Đây, nè, nó cơi lên như thế này nè. Trong các loại nút luôn chứ không phải là riêng cái nào cả, đơm cơi lên một chút hết. Cái nút nào mà mình phải gài thì mình đơm cơi lên một chút, cho cả áo sơ mi cũng vậy. Còn nếu như một cái nút nào mình đơm trang trí thì mình nên đơm sát. Đơm trang trí không gài thì đơm sát. Rồi xong ha, mình đơm xong rồi nè. Thì mấy đứa cưng sẽ buộc mối chỉ lại, chéo mối chỉ nè. Nè, chéo cái mối chỉ lại, buộc lại. Mình thắt giống như dây thòng lọng vậy đó, mình gút nó lại cho nó siết chặt vô cái chân nút mình lại. Hai dấu. Rồi xong. Cưng sẽ xỏ xuống dưới để cưng khóa mối chỉ lại. Tức là cái nút mình rất này, lúc này cái chân nó gọn, nó không có bị gì hết nè, thấy không? Yeah. Rồi mình khóa mối chỉ ở dưới ngay cái chỗ mình đánh dấu thì nè. Khóa nhiều nhiều vòng nha, ít nhất là cũng 3-4 vòng nha, chứ để thôi nó bị bung. Bảo đảm là cái nút mình mặc cho tới chừng nào bỏ thì thôi, chứ để thôi nó giục nó mất cái nút, cái mất công lắm. Rồi lần lượt mình đơm những cái nút kia cũng vậy, nhưng hôm nay mấy chị em phải chịu khó rồi. Phải chịu khó để mà xem cái đơm nút, tại vì cái này em không có muốn đơm mà nó cho nó lâu lắc như vậy đâu, nhưng mà tại vì là mình chưa ủi mà mình đơm thì cái áo mình nó sẽ cấn, nó khó ủi, cho nên là bắt buộc em phải làm từ từ. Mình vẫn đơm y như mấy cái nút kia thôi chứ không có gì hết. Giờ bắt đầu là em đơm nhanh nhanh nha. Rồi xong mình đơm xong rồi mình cũng cột cái chân nút mình lại. Mình chéo mới chỉ mình cột chân nút mình lại. Đây mình chéo như vậy mình cột lại. Rồi mình cũng khóa mối chỉ. Chỉ có 4 nút thôi cho nên chị em mình chờ cũng nhanh ha. Rồi xong các em sẽ hướng dẫn mà thiết kế cái mẫu thêu.
Lẽ ra là em làm thiết kế trước rồi mới lên thiêu. Nhưng mà bởi vì hồi nãy tại bên đó tiện lợi, đang ở bên đó thôi làm thiêu trước luôn, hồi vẽ cái mẫu sau. Tại vì em dự định nếu như mà có thời gian thì em sẽ hướng dẫn vẽ cái mẫu. Còn nếu như mà không có thời gian thì hôm nào em hướng dẫn vẽ một lượt nhiều cái. Rồi tiếp tục ha, hai cái trên cuối cùng. Nhớ là khóa mối chỉ đầu để bảo đảm cái dấu gút nó không lọt lên bề mặt. Để em thôi nhiều chị em gịch mạnh cái dấu gút nó tăng lên bề mặt luôn ha. Đây, thí dụ như cái này nó bị lỗi rồi nè. Mình mướn người ta đóng nút về xỏ nó không qua và đừng có lo nha. Tại vì cái nút này nó rất là mềm. Mình chỉ lấy cây vít thấu chỉ, mình chỉ xoay cái chỗ đôi nút này lên một chút xíu thôi. Mình lấy mình xoay lên chút xíu thôi thì nó sẽ lên, nó hở lên cho mình đơm thôi nè. Cho nên là chị em đừng có lo, nhiều khi không biết cái mình sợ á, mình nói cái nút mình hư rồi. Đa số là nhà sản xuất người ta làm nó bị lỗi một chút chỗ đó. Nhớ là đơm cơi cái chân nút lên một chút xíu. Ở đây chị em mình không thích xài nút đóng tiệp màu như thế này thì mình mua nút kiểu ha. Mình mua nút bằng, có nút bây giờ người ta làm bằng cái gáo dừa, nó rất là đẹp luôn, bằng cây dừa, thân cây dừa, mình gỗ cây dừa nó rất là đẹp luôn. Cho nên là nút nhựa cũng có, rồi nút người ta si ha, nút si kim loại á, nút người ta si cũng có nhiều cái loại nút lắm. Nút mà người ta bằng xà cừ cũng có luôn, nút xà cừ thì nó mắc tiền hơn. Cho nên chị em mình thích xài như thế nào thì chị em mình sẽ chọn cái nút như thế đó. Rồi còn nút cuối cùng phía trên ha, nút cuối phía trên thì mình đơm hơi sâu hơn chút xíu. Nói nút cuối cùng chứ cái nút này là chưa có cuối cùng, tại vì em may lúc nào em cũng có nút xê cua, không bao giờ em may một cái hàng nút không. Nhưng mà em may lúc nào em cũng sẽ may xong rồi em giao cho khách mình thêm hai cái nút để xơ cua hoặc là một cái nút để xơ cua. Khi mà lỡ như cái lý do gì đó mà cái nút mình nó bị trục trặc, cái nút đơm chính thức này bị trục trặc thì người ta còn có cái để người ta thay thế ha. Chứ không phải là mình đơm như vậy xong là mình giao là mình hết trách nhiệm được. Có nhiều khi cái nút của mình á, cái kỹ thuật đóng của mình nó không chặt á, cái khách mình mặc chỉ một lần hai lần nó sẽ bung. Thì cái áo nó đang 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 khách đang hài lòng mà nó mất cái nút, cái mẫu nút của khách thích thì khách sẽ buồn ha. Cho nên là mình kỹ chút xíu, thà mình chịu tốn thêm một hai cái nút nữa mà mình bảo đảm nó không có bị ảnh hưởng về sau, sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì mình cũng có thể mình xử lý được. Cho nên là nhiều chị em nói là mình may đồ giá cao mà nhưng mà thật sự không có cao nha, ở dưới quê mình may như vậy là rẻ dữ lắm, rẻ rồi. Nói chung là may như vậy là rẻ dữ lắm rồi. Một cái bộ đồ mà mình may một cái bộ đồ như thế này mà tiền công nó không được 200 250 ngàn, có thể là 220 201 tùy theo nút. Mình dời lên thôi mà chị em mình còn còn than nữa. Có nhiều chị em thì nói rẻ quá, có nhiều chị em thì nói mắc quá. Rồi cái nút mình đã đơm xong. Thì bây giờ cái nút xơ cua của mình ha. Cái nút xơ cua thì thường là mình đơm phía bên trong. Đây, cái áo của mình cài nút lại nè ha. Thì cái nút xơ cua của mình là mình sẽ không có đơm phía bên khuy nha. Thường chị em hay có lộn đơm cái phía bên khuy này nè. Nó sẽ cộm nha, ở ngoài nhìn vô sẽ thấy, cho nên mình đơm phía bên trong. Bên cái nút bên đây nè, mình đơm tuột xuống dưới. Đây, cái nút này mình đơm tuột xuống dưới, còn hoặc không thì mình đơm. Nếu cái áo rộng thì mình đơm phía bên hông rồi nè. Chỗ này nè ha. Bây giờ ở đây thì mình đơm phía dưới này luôn. Đây mình đơm cho trong cái nẹp này thôi. Đơm ở đâu cũng chỗ nào cũng được nhưng mà mình tránh cái phía bên bên ngoài, gần phía bên ngoài quá. Phá một mối chỉ lại. Rồi mình sẽ đơm cái nút xơ cua vô. Còn nếu như mà chị em mà kỹ á, mấy chị em nào mà khách quen của mình mà kỹ á, nút nút sơ cua không cần đơm, nhóng chân lên nha, đơm sát luôn.
mấy chị em nào mà kỹ á, thì mình sẽ cho một cái bọc nhỏ, mình sẽ cho nút vô và một cái kim với lại một 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 một, một vài mét chỉ nè, mình cuộn sẵn thì mình để đó, thì mình giao cho khách là mình giao cái đó luôn, thì khách về nhà tôi sẽ cất ở cất một cái góc may vá của người ta, khi mà có sự cố gì người ta tự đem ra người ta chỉnh sửa. Còn có nhiều chị em thì người ta không có cần như vậy thì mình đơm dính ở đây luôn, thì khi chị em mình mà có vấn đề gì thì cứ cắt cái nút này ra đơm qua. Thường là một nút sơ cua, hay nếu có thể hai nút thì càng tốt. Vô bọc mình gói mình gửi chỉ với kim cho mấy chị thì càng hay hơn. Còn này là mình làm cái kiểu giả chiến đó, cái kiểu này thì nó tiện hơn, nó nhanh hơn. Rồi xong ha, bây giờ là tiện đây thì mình hướng dẫn cái mẫu luôn một cái đi. Không được, cái này to lắm, để chị máng qua đây. Chị láng đỡ cái áo lên đi, đợi chút xíu vậy chị hả? Rồi cái mẫu thì chị hướng dẫn cái mẫu thiêu chút xíu, thiêu là nhanh lắm. Làm cái mẫu thì nó cũng dễ, không có gì khó. Đây mấy cái cưng chỉ cần vẽ một cái hình, mình định theo, mình vẽ một cái hình, thí dụ như cái hình mới thì là chữ S thôi chứ không có gì hết đó ha. Đây mấy cái cưng sẽ vẽ, mình lấy cái sổ ô ly này mình dễ làm ha, mình tính trong hai ô ly thì mình vẽ trong vòng hai ô ly thôi. Ví dụ như cưng định làm như thế này thì cưng cứ vẽ trong vòng hai ô ly thôi, cưng vẽ cái bảng lên, cưng muốn thiêu bài lớn thì cưng vẽ bài lớn, nói chung là vẽ lên rồi mình đồ ra, mình đồ chừng nào cho mình vừa ý. Mình tạo dáng ban đầu thì có nhiều bạn có hoa tay thì vẽ nó dễ lắm, còn có nhiều bạn thì chưa từng làm thì làm nó sẽ thấy nó khó ha. Rồi mấy bạn sẽ tô đậm lên cho chị để mà mình biết cái chỗ nào nó còn trống, chỗ nào nó còn hở ha, dễ lắm. Mình muốn làm đoạn nào lớn đoạn nào nhỏ chút xíu theo ý của mình thì mình cứ thiết kế chứ không có theo cái chuẩn nào đâu, cho nên mấy đứa cưng đừng có lo. Chỉ có ở phía ngoài đầu thông thường thôi, thông thường thì ở ngoài những cái điểm đầu là những cái điểm kết thúc thì nó bé hơn những cái điểm bên trong. Đây chị đồ lên cho mấy em xem. Rồi tạm là nó như vậy thôi. Rồi thứ vẽ cái này cái kia thì sao vẽ được chị? Đây chị vẽ sẽ vẽ cái này cái kia cho mấy đứa em xem. Chị sẽ để này qua bên nha, tại vì lát nó sẽ dính dầu. Đây thì mấy em sẽ dùng dầu dầu dừa cũng được, hoặc dầu chế mái mai ha, dầu chế mái mai cũng được, hoặc là dầu ăn mình cũng được nha. Tại cái này mình chỉ sử dụng xong rồi mình bỏ cái rập này chứ mình không có lấy cái rập này nha. Cái này là dầu chế mái mai của chị nè, cũng tài lâm sắp đi cho người ta mới hết dầu nè. Cái chị kế bên nhà cái mái mai chỉ bị khô dầu, kêu chị sắp thì chị chế đi, chị chế hết luôn, chị không mang nè. Hồi nó chăm ra thêm, tại chị mua làm cả lít là nhiều lắm. Rồi xong mình cứ lấy dầu mình thấm dầu lên, dầu ăn cũng được mà dầu dừa cũng được ha, dầu nào mình cảm thấy xài an toàn thì mình xài. Còn đây chị sẵn tiện đây, dầu chế mái mai thì chị xài cho nó nhanh, nó tiện lợi ngay cái chỗ của mình, có cái gì mình xài cái đó. Nhưng mà dầu thì nhớ nha, tụi cưng để lâu nó sẽ hôi mốc nha. Mình xài cái dầu, mình thấm dầu để mình làm cái rập, rồi mình sang qua một cái tờ giấy sạch nha. Mình để xài trong vòng một vài tuần thì không sao, nhưng để lâu quá nó sẽ hôi ẩm mốc. Rồi khi mà mình đã thấm dầu rồi là cái sợi giấy, đúng là giấy đó là gọi là giấy dầu nè, giấy dầu là giấy trong khe nè, mình không cần phải đi mua ha. Mình đi mua thì mất công, mình mua không có, tìm mua khó lắm, thì tụi cưng sẽ lao lại cho nó khô đi, lao lại. Còn nếu như mà làm chưa gấp thì tụi cưng thấm xong tụi cưng phơi nắng một chút nó sẽ khô queo rồi, nó trong khe luôn nè, mà nó rất là đẹp luôn, nó rất là tiện luôn. Để chị lao cho nó kỹ nha. Cái này là chị hướng dẫn copy mẫu của người ta luôn nè, chút xíu nữa chị sẽ hướng dẫn mấy đứa cưng copy mẫu thiêu, copy các cái mẫu mình yêu thích luôn. Tại vì bình thường mình can mình phải lấy giấy cam, nhưng mà cái này mình ăn cắt mẫu mình không cần lấy giấy cam đâu. Rồi bây giờ bắt đầu nè ha, bây giờ cưng muốn vẽ một cái đường như của chị thiêu mới thì là rất là dễ. Thì tôi cưng muốn làm đường thẳng, tôi cưng sẽ kẻ một đường thẳng trước nè. Đường thẳng bao nhiêu thì tùy ý mấy đứa cưng. Để chị lấy cái đường này đang tiết kiệm giấy cho chị hướng dẫn cái khác. Đây chị nói thí dụ nha, mình muốn làm một đường thẳng hay là mình muốn làm đường cong. Nếu như cưng muốn 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 thiêu cái đường cong nè, muốn thiêu đường cong như thế này ha. Đường thẳng thì dễ rồi, hồi nãy thấy chị làm thì dễ hiểu ha, bây giờ chị vẽ đường cong đi. Bây giờ mình muốn thiêu đường cong nè, chị vẽ bên đây đi cho nó dễ, ngoài cho nó dễ đi ha. Đây mấy đứa cưng cứ việc đồ theo, dễ không nè, đồ theo. Mình thiêu tay là mình phải vẽ như thế này nha, vẽ luôn cái bảng hai bên như thế này nha.
dễ không? Xong nè, cái cưng xề lên nè đó, cưng vẽ tiếp tục một cái nữa là mình tự tạo luôn à, mình không có cần phải mua, mình không có phải nhờ ai vẽ hết á, mình tự vẽ cho mình luôn, thấy không? Rồi xong cưng sẽ dời qua nè, lần lượt như vậy để chị vẽ cho 5-7 cái cho nhìn thấy, cho nó cái hiệu ứng nó đẹp. Cho nên không có cái gì mà khó hết á, cái nào mà chị em mình chưa có rõ thì chị sẽ hướng dẫn, với em sẽ mà giúp mấy chị để mà mấy chị làm được những cái này ha, dễ lắm. Tại vì cái nào nó cũng có bí quyết hết á, nếu mình không nắm được cái bí quyết của nó thì mình cảm thấy nó khó. Nè cái đường thẳng thì dễ dễ rồi, mấy em khỏi chị khỏi vẽ ha, mấy đứa cưng nhìn chị vẽ cái đường cong như thế nào thì đường thẳng hay là mấy đường gấp khúc, đường vuông gì mấy cưng sẽ dựa theo đây mấy cưng vẽ. Rồi những cái đoạn mà thí dụ như giờ mình cần cái bông, cái hoa văn giống mới thì chị làm đi, bây giờ tôi cưng sợ là làm nó không đều thì tôi cưng hãy vẽ ở ngoài một cái đi, rồi tôi cưng sẽ kê lên đây, mình sẽ đồ theo thôi, đâu có gì đâu khó, nhưng mà bao nhiêu cái nó cũng bằng nhau, tại chị làm quen nó khác. Bây giờ chị làm giống giống y như của chị nha, cưng có thể làm bên đây luôn chứ không phải là làm một bên như chị đâu, thích làm sao thì làm vậy không có sao hết. Rồi ha, mình quay lại mình làm phía bên kia nè. Không. Rồi xong nếu chị em nào thiêu tay thì có cái rập, có cái mỏng, vậy là chị em mình thiêu được đây. Sau khi mà mấy đứa cưng sẽ canh ra được một cái rập như thế này rồi thì mình phải mua tờ giấy cam, tờ giấy cam thứ mà người ta hay có làm biên lai biên nhận, mà có một cái tờ giấy cam xuống đó cưng đi mua giấy cam, cưng ra cưng nó mua giấy cam giấy in là người ta bán thôi. Thì cái thí dụ như giả sử cái này là thân áo nè, thì cưng đặt tờ giấy cam xuống, tờ giấy in đó ai cũng biết, đặt cái tờ giấy cam xuống thì cưng đặt cái rập lên theo ý muốn của mình, thì là cưng bắt đầu cưng đồ theo, nó sẽ in xuống dưới cái áo mình để mình thêu. Còn nếu như mà cưng xài cái áo đen thì như thế nào, cái áo tím làm sao cam thấy được, tại vì cái giấy cam thường là thường nó màu xanh hoặc nó màu đen. Có giấy cam cho mình thêu nha, là giấy cam màu vàng hoặc màu trắng có luôn, cho nên mình đi mua là mình lợi mấy cái chỗ người ta bán đồ thêu á thì mình mua, hoặc là lên mạng mấy đứa em lên 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 Shopee á, nói chung lên mạng tìm thì là mua những cái tờ giấy cam đó để mà mấy đứa em cam, đặt cái tờ giấy cam lên, ví dụ cái áo màu đen thì đặt cái tờ giấy cam màu trắng lên, xong tụi cưng sẽ đồ trên đây thì nó in nguyên cái đường vẽ màu trắng để mấy cưng thấy đường thêu. Chị xíu nha, chị thay rồi, cái này cái chị sẽ khoe cái sản phẩm luôn. Cái này mà chị em làm hơi hơi gầy gầy xíu là mặt đẹp dữ lắm, đẹp luôn, còn mình thì tại vì mình bị mập. Đây rồi. Cái này là chị may rộng nè nha, chị không có may ôm nè, nè thấy không? Chị bóp vô nó còn rất là rộng luôn. Rộng thoải mái lắm luôn. Ở quần cũng vậy. Nè, cưng nhìn cái phần phía trước đáy quần mình nó không đùng ha. Nó không có bị đùng. Nó không bị đùng, mà cái phần bên hông cũng vậy, cái phần bên hông cũng nhìn nó rộng, nó thuận nè, thoải mái lắm. Thoải mái, rất là thoải mái luôn, chị hình mặt rất là thoải mái luôn. Còn phía sau mông ha, phía sau mông của mình nó không có bị cấn đường mông, mà nó nói chung là nó chịu ngang là thoải mái như thế này. Chị em thích thuận hơn thì chị em mai thuận hơn, còn thích ôm thì cứ mai ôm như thế này. Cái này là không ôm lắm. Rồi cái này là cái áo của mình, thì mấy em chị em nhìn sau lưng, nhìn cái phía lưng của mình là cái thắt lưng của mình nè, cái thắt lưng ngang đó ha. Với lại cái này là đó, mình nói là lúc nào may không kỹ là phía này nó sẽ dư nha, nó sẽ dư cái đường này ra nhiều. Còn nếu mình may mà nó vừa, nó khớp đó, thì nó sẽ vừa cái thắt lưng của mình. Còn mình may rộng, cái form rộng, đã nói là form rộng nhưng mà nó vẫn có eo, nó vẫn có kích đàng hoàng.
Nói chung là cái áo này thì hình theo mình mặc thì rất là thoải mái. Đây ở đây còn dư rất nhiều nè. Này còn dư rất nhiều, tức là nó còn rộng lắm đó, nhưng mà tại mình may nó có phòng thôi. Thì mình tiện mình nói nha, cái bộ đồ này mình mặc thoải mái lắm. Đây tiện nên mình nói là mình sẽ đo cho chị em mình xem luôn nè, để thôi chị em mình nói là ừ cô thấy cô ốm, không có ốm đâu. Đây hôm nay là cái lượng cái bụng của mình đây. Ha, số đo rõ ràng luôn nè. 78. Đó. Chứ không phải nhỏ đâu, còn ngang cái bụng ha. Ngang cái bụng rất là lớn luôn, ngang bụng đo vừa sát luôn nè. Nhiều. 97. Đó, không có nhỏ tí nào cả. Cái mông thì có 94 thôi mà tại cái bụng lớn. Còn cái kích cũng lớn, tại vì là kiểu như người mình lớn nhưng mà nhờ cái form đồ á. Cho nên chị em cứ an tâm, mấy chị em cứ nói béo béo đừng có sợ, em còn béo hơn mấy chị nữa. Rồi vậy là em khoe bộ đồ thành công ha.